Khang Audio Bình Dương xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đăng ký kênh YouTube của mình cũng như xem những cái video của mình. Một lần nữa trân trọng cảm ơn. Mời quý vị và các bạn chè đá. Báo cáo tới quý vị và các bạn, giới thiệu tới quý vị và các bạn một số mên vỉ của Âm Ly Karaoke. Đấy. Hàng mới có, hàng cũ thế nhưng mà vẫn dùng chất lượng. Đấy. Hàng cũ cũng như hàng mới trước khi gửi đi đều phải test cẩn thận nha. Đấy, đều phải test cẩn thận. Đấy, thì đưa lên để xem quý vị và các bạn ai có nhu cầu về bo echo, bo mic, bo music, bo master, bo nguồn, bo công suất, rồi là công suất có cả tỏa nhiệt luôn, có cả xò luôn nhá. Đấy, thì trong cái vấn đề mình cung cấp những cái bo rời như thế này thì mình có hỗ trợ kỹ thuật cho các đồng chí để làm cho nó rên rỉ lên nhá. Đấy. Còn cái mạch ngoài kia đó là mạch xúc hơi. Bây giờ đầu tiên là mình giới thiệu đến cái đám này là đám hàng mới. Hàng mới. Bo này là bo mic 7 volume của hãng GHS. Mic 7 volume GHS này. Đấy. Mic 7 volume. Chạy 4 IC 4558. 1 2 3. Chạy 4 IC 4558. Đấy. Chiết áp thì sử dụng chiết áp KB này. KB. Thì có nhiều nguồn tin cho rằng chiết áp KB là chiết áp của Đài Loan và là chiết áp loại tốt. Mình thì mình không biết nha. Đấy là mình chỉ nghe thấy nhiều nguồn tin nói là như vậy thôi. Đấy. Được nhá. Mới đét kìa. Đấy. Thì trước khi gửi đi sẽ test và sẽ vặn những cái con ốc vào, vặn những cái con ốc vào nhá. Đấy, để về coi như thế là các đồng chí mà tháo ra lắp vào thì có sẵn luôn ốc mới nhá, vì nó là bo mới. Đấy. Cái bo ở đây mình có 4 bo. 1 này, 2, 3, 4 bo. 4 bo thì nó đều như nhau hết, đều 7 volume nhá. Đều 7 volume và chạy 4 IC. Đấy. Thì một bo mình cung cấp với các đồng chí với một cái giá là 100.000 đồng, 100.000 đồng bo nha. Chắc chắn là chỉ có liên hệ với Khang Audio Bình Dương thì mới được sở hữu những chiếc bo mic như thế này, hàng mới đét đẹp như thế này, 7 volume mà chỉ có giá 100.000 đồng rồi. Còn chẳng đâu có nha. Điện thoại cho hãng thì chắc chắn là cái điều đó là 100.000 là không bao giờ có luôn nha. No never, không bao giờ luôn. Đấy. Tiếp theo đấy, đó là bo echo. Echo của hãng GHS. Đấy. Echo này. Đấy, Echo Stereo. Ở đây người ta sử dụng hai con IC 2399. Rồi, một con, hai con. Hai con IC 2399 nha. Đấy. Đấy. Con điện trở này là nguyên bản của người ta câu chứ không phải mình câu đâu nha. Đấy. Thì bo nào cũng như bo nào, các kiểu là trước khi rồi đi mình test cho các đồng chí. Đấy, các đồng chí không phải lăn tăn với cái vấn đề kỹ thuật là nó không chạy là thứ nhất. Cái thứ hai là khi về nhà tháo lắp nhá thì thậm chí mình có thể đánh giấy đánh dấu dây nhá. Đấy, đâu là tức là tác dụng của dây nó như thế nào để hỗ trợ các đồng chí về lắp ở những chiếc âm ly của nhà mình làm sao mà cho nó rên rỉ lên được nhá. Đấy. Kính thưa các loại bo, từ bo mic cho đến bo echo cho tới bo nguồn, bo công suất, hỗ trợ kỹ thuật cho các đồng chí nhá. Và đây là bo music và master của hãng GHS. Đấy, music và master nhá. Đấy. Thì music nó dùng 4 IC 1 2 3 4 4 IC 4558. Bên master dùng 4 IC 1 2 3 4 IC 4558. Đấy, đây. Hai bo có tích hợp luôn Bluetooth, tích hợp luôn Bluetooth này. Đấy. Thì chọn bộ như thế này nhé, chọn bộ như thế này, 250.000 đồng, chọn bộ như này 250.000 đồng, tức là gì, trừ cái Bluetooth này đi, 60.000 cái Bluetooth này, chỉ còn có 190.000, chỉ có 190.000 hai cái bo, một bo music và một bo master về cứ thế lắp vào là chạy đây nhá. Còn cái chỗ này, cái chỗ này ấy, là cái chỗ volume tổng của nó nha, cái volume tổng của nó thì mình sẽ lắp vào sau cho các đồng chí đây này. Đấy, chỗ này là cái chỗ volume tổng. Ở đây ấy để trống như thế này để làm gì?
để nếu như nó tùy thuộc vào âm ly nhá. Đấy, ví dụ như có con âm ly mà ở bên master nó chỉ có 3 cái con chỉnh thôi, thì cái con volume nó sẽ chạy ra chỗ khác, thì chỗ này mình hàn dây. Đấy. Thế còn cái âm ly, cái mặt âm ly mà nó có 4 cái nút chỉnh ở bên master thì con chiết áp bắt vào đây là xong. Đấy. Thì các đồng chí có nhu cầu thì cứ nói rõ con âm ly của mình nó như thế nào nhá. Đấy, hoặc là bảo là lắp sẵn cho tôi cái con volume vào cái chỗ này, con chiết áp vào cái chỗ này. Đấy, mình lắp sẵn, hoặc là câu dây, mình sẽ câu dây nhá. Đấy, 250.000 một bộ như thế này nhá. Đấy, nhắc lại các đồng chí, trừ đi 60.000 tiền Bluetooth chỉ còn có 190.000. Hai cái bò như này mới đẹp đẹp nhá, mới đẹp đẹp. Đấy, mới đẹp đẹp. Biển trời bao la biến áp nhá, biển trời bao la. Biển trời bao la, kính thưa các loại biến áp của âm ly. Đấy. Giờ lại sang đến chỗ này. Sang đến cái chỗ này thì báo cáo các đồng chí đây là trọn bộ của cái mạch của chiếc âm ly Hùng Loa. Đấy. Từ mạch music cho tới master. Đấy. Đầy đủ nhá. Đấy, trọn bộ luôn đây này. Đấy. Bo mic 6 volume 1 2 3 4 5 6. Thế nhưng nó là hàng cũ nhá, nó là hàng cũ thì mình tất nhiên là nó vẫn đang chạy, thế nhưng mà cái chiết áp này này, cái chiết áp này của nó có nhiều khả năng là nó tiếp xúc nó kém, thế nên âm thanh nó ra nó không được chuẩn, nó lẹt xẹt các thứ. Thế các đồng chí về phải thay nha, hoặc là liên hệ với mình thì tất nhiên là giá thành thì sẽ được bị đội lên. Vì phải sao? Vì phải thay chứ, còn để nguyên chiết áp cũ như thế này, để nguyên tình trạng của nó như thế này là 1 2 3 4 5 6, 6 bo tất cả nhá. Tức là nguyên với cái phần bo của chiếc âm ly Hùng Loa có model là 306D. Hai bo mic này, một bo echo sử dụng IC2399 này, một bo music này, một bo master này. Tức là như thế này nhá, về nhà các đồng chí có cục biến âm nguồn đấy, đấu dây vào là nó nói ra loa ngay nhá, nó nói ra loa ngay. Chỉ có cái điều là phải xử lý thay những cái con chiết áp mới này đi để cho âm thanh của nó chuẩn lên. Đấy, chứ không khỏi phần phải nắn lọc gì cả, vì ở đây nó có nắn lọc sẵn rồi nhá. Đây diode chỉnh lưu đây nhá, diode chỉnh lưu đây, tụ lọc nguồn đây. Đấy, tức là gì, là điện áp xoay chiều mình câu vào cái bên này là xong. Đấy. Thế còn ở cái chỗ này ấy, ở cái chỗ này 1 2 3 4 ở cái chỗ này là cái chân ra loa. Cái chân ra loa thì nó bị vỡ rồi. Đấy, thì mình có thể coi như thế là đưa cái bộ chân của cái chiếc âm ly khác vào đây để cho các đồng chí nhá. Thế nhưng mà nếu mà lắp vào cái âm ly ấy, thì nhiều khi nếu mà lắp vào đúng cái âm ly của Hùng Loa thì nó lại phải đúng cái chân của nó thì nó mới vừa. Còn những âm ly khác thì mình không biết. Đấy, thế nhưng mà chân ấy thì là mình sẽ lắp cho các đồng chí. Hoặc là nhiều khi cái này về ví dụ như mấy anh thợ mộc nhỉ, có nghề đóng cái thùng gỗ vào đấy là thành cái âm ly này. Đấy nhá. Chọn bộ như này, mạch đương nhiên rồi, trước khi gửi đi vẫn test đàng hoàng, mạch chưa có một vết hàn, đẹp tuyệt vời ông mặt trời này. Đúng không? Đẹp tuyệt vời ông mặt trời. Không còn gì để nói nữa nhá. Đấy. Đây. Chưa có sửa chữa gì, còn nguyên bản. Đấy, tụ này, hai con tụ nguồn của HLOV có chữ này nhá. Đấy, đít vẫn bằng nhằn chặn. 8 sáu than. 1 2 3 4 5 6 7 8 sáu than. Đấy. Như thế này. Nhá, như thế này 200.000 đồng. Thế là mình đóng vào thùng xốp mình gửi đi. 200.000 đồng. Được không ạ? Đấy, 200.000 đồng. 200.000 đồng các đồng chí có biết áp nguồn về cắm vào hàn dây vào phát, hoặc là các đồng chí không có mỏ hàn thì mình sẽ hàn dây cho. Thế xong là mình sẽ viết vào cái tờ giấy điện áp của nó, dây ra của nó, dây vào của nó như thế nào. Đấy, thế là nó rên rỉ lên thôi nhá. Đấy. Còn đây là mạch súp hơi. Mạch súp hơi. Đấy, mạch súp hơi là gì? Là bây giờ ấy, là cái mạch này nó để đánh chuyên thực hiện ở cái giải trầm, giải tần số thấp nhá. Đây này, main âm ly súp này. Đấy, hàng này, bo này là bo của công ty Phúc Lộc nhá. Đấy, ví dụ con gì nhỉ, con Zinton à, LX à, con Zenbo, con Zenbo LX9000 là nó có kết hợp thêm cái mạch súp hơi. Đấy, thì đây cái mạch này là cái mạch súp hơi của con Zenbo LX9000 của công ty điện tử Phúc Lộc, báo cáo với các đồng chí nhá. Bo đang chạy nhá, bo đang chạy. Đương nhiên rồi, các đồng chí múc mình vẫn cứ đấu nguồn vào để cho nó chạy. Rồi đưa tín hiệu vào xong đưa loa vào là nó đập rầm rầm ấy nhá. Đấy, còn âm thanh nó có hay không còn phụ thuộc vào cái loa. Thế nhưng mình chỉ biết là cái mạch này của mình đang hoạt động bình thường. Đang hoạt động bình thường.
đấy, cái mạch súp như thế này. Các đồng chí biết rồi, những cái mạch súp như này mà khi mà trục trặc ấy, mà mang đi thợ sửa thì này, nói chung là về cái vấn đề thóc bỏ ra thì mình cũng không biết là bao nhiêu đấy. Thế nhiều khi có những cái lựa chọn là mức luôn cái mạch nó còn chạy như thế này, đấy cũng là một cái sự lựa chọn mà các đồng chí nên tham khảo nha. Đấy thì cái như thế này, 1, 2, 3 mạch súp này có dùng 4 con nha. Máy này bán cho các đồng chí 100.000, 100.000 đồng với mạch súp ơi. Đấy. Còn đây là bo mic và bo echo của âm ly Phương Anh. Phương Anh này, này có chữ BA này. Đấy, Phương Anh này. BA Phương Anh này nhá. Bo mic 1 bo này, 2 bo này. À đây là bo echo. Echo dùng 0306. Đấy, 0306. Đây này, 2 bo mic, 3 bo mic. Đấy. Mic 2 bo mic nhá. Và bo echo của âm ly Phương Anh. Đấy, các đồng chí có nhu cầu về, thì liên hệ anh mình. 15.500. Có ưng cơ bụng không? 150 thì mất khối tiền này. Chiếc áp chứ cần gì nữa. Tại vì những cái sản phẩm như thế này là mình lại phải thay chiếc áp. Đấy. Còn cái chọn cái đâm bộ này ấy, thì mình không thay chiếc áp, cứ để nguyên này, mình bán nguyên bộ này là 200.000 đồng nhá. Đấy. Này, Master Đa Tơn. Master Đa Tơn. Bò vàng ươm như dưới 4IC4558 nha. Đấy, đây là music đây. Đấy, music của music đây này. Đấy, đây này. Thôi những thứ lằng nhằng này thì các đồng chí có nhu cầu gì thì cứ liên hệ với mình nhá. Đấy, đây, đây master và music của âm ly không có tên tuổi gì, music con cho music này. Đấy. Là 50.000. Đây 50.000. Được chưa? 50.000. 50.000 thì đã 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 con chiếc đáp mới của mình nhá, mà chưa nói mạch. Có 50.000 đồng. Đây. Đang chạy về phía ai nhá, đang chạy về phía ai chứ đừng có nói chuyện là nó không chạy. Để bảo hàng có 50.000 nó không chạy. Đang chạy và không có tật bệnh. Báo cáo không có tật bệnh gì nhé. Đấy, 50.000 đồng như thế này. Đấy, music của Master 50.000. Được không ạ? Còn đây thì đồng chí nào mà mua mặt âm ly thì mình không bán. Để xin phép các đồng chí cái mặt ấy thì mình tặng các đồng chí. Thế cho nó nhanh. Nếu mà cái mặt này này, cái mặt này này, cái mặt này để bán đồng nát thì được bao nhiêu tiền, đúng không ạ? Thế nên là không bán nhá. Đấy, mặt này thì không phải là bán đồng nát, tại vì nó còn sạch đẹp như thế này. Thế nhưng riêng cái mặt âm ly là tặng. Thế cho nó rõ nét. Đây, như vậy, phên rỉ quắc đây. Đấy. Quắc. Còn cái khu vực này là mạch công suất zin của hãng. Mạch công suất zin của hãng, từ từ đã. Mạch công suất zin của hãng D 12 xò than lớn. 12 xò than lớn Đa Tơn, 12 xò than bo vàng như dưới này. Đấy, hàng này là hàng hãng chứ không phải hàng chợ nhá. Đây này. Đấy, thì cái đám lằng nhằng như thế này này. Đấy, đám lằng nhằng như thế này mà các đồng chí có nhu cầu gì 4 xò thì mình không có, tối thiểu là 8 xò với lại 12 xò hàng chính hãng như thế này. Giá thì các đồng chí biết rồi, giá thanh lý để kiếm chai rượu nút lá chuối nha, uống cho nó vơi đi cái nỗi buồn trong cuộc đời nha. Đấy, thế thôi, xin phép dừng clip ở đây. Một lần nữa trân trọng cảm ơn các đồng chí. Chào thân ái. Merci.